บาดหลอมทอมดอนแหล่งทางตุกโงมินี้ให้กับบองปุ่งแต่แต่งไม้อะไรเงี้ยกระดาฮอกหิ่งไต่ได้ยังเพิ่มกุ้งลอยโจ้กางโงมินี้ฝูเนี่ยดังไม้ฝั่งquán nhảy về dành này cũng là quán mới năm rồi cái nhà để mài phần nước sơn bỏ rồi tao hòa tập tịch nằm trong châu lõ khắp châu mài nó bỏ hết phần nước sơn này bắt đầu sử dụng tiếp hay là dán năm rồi nè còn thịt còn đó lòm nữa nha sạch không hòm nó lộn kia trà rồi mấy bữa nó nhả phần thịt ra là đó lòm nữa nha ủa tao mà ngay lâu ai chính sách hòm nó lộn ta thì nằm tâu này nằm rồi giờ sử dụng phần quán bây giờ dành lại rất là đẹp luôn đó về ngồi mini lường cũ sử dụng lại bỏ uổng sử dụng lại để tập bơi này nọ đó cũng thêm lắm nha bát tu cá hay một thăm bên theo video clip hơi đó này tôi cần là cái này là một quyển cảnh ông men man sao nào đổi những tuổi cái năm đồn tai đấy nó cũng vẫn cũng bỏ thành lập thơ này cái đã học năm pipon tôi nó phải bay này là có đó được năm là mũi nó bay và ca tiếp nó ăn gốc thì nó mà lẹ hơn ha lâu quấn bằng cái nào nó đâu có ăn nó đâu nhả nhám rồi đâu mình đưa gốc xuống rồi mình há trả mặt bằng lại anh em lại phụ mày nhóc luôn hai máy để mau rồi rồi bọn quân vào khắp là chặt hơi đã học tụ cười cho năm mà phía con mà phải bay đã học thamay đây nó tập lên bánh mà đậu nó là quán bây giờ mới thôi nha cũng mới tham gia được có một trận năm rồi cũng bơi được có mấy vòng à thì hôm nay sử dụng lại cũng được nhóc rồi nhà bạn sẽ đọc đây rồi chúng tôi mời cái nhà mình vào nhà ghe xem tiếp tục ha cho nên phong tâm tôi ông ngồi nhưng tôi lại nhà trộm túc một tòa mà ca tiếp đấy mình phong tức cũng rất là đẹp ghe ngô mini rất là đẹp ha đó sát đấy bây giờ là đèn tục ngô mini những cái đà sol á tục bỏ hôi của mình mình là đậu bình với chung mình chứ tình tôi lòn nhận lên cái sợ bài đây
quá đẹp nha, nhìn phong tướng. Đây là quán cũ lường để sử dụng lại, có tổ chức giải mà Tết cổ truyền rồi đó, cũng rất là hay cái nhà. Rồi mời cái nhà mình vào nhà ghé để xem tiếp tục. Mời cái nhà mình vào tiếp tục nhà ghe, những anh chỗ nhà của nhân tàu đẹp thành nhà rô tu. Như thế với trang mình thơ thợ không có làm thôi nhà, chắc tạm nghỉ một ngày à. Do hôm qua làm mệt quá anh em cũng tạm nghỉ à. Và thì làm tới tối luôn mới lại. Ê, giờ này nghỉ một ngày cho nó khỏe gì, thì sao phải bọn ôn thua ca heo á anh ngày nay mình mấy nữa thì bọn ôn khơi như này mà lại một nọ to này, chích chân này. Quá đẹp luôn ha. Em làm qua thời hơi trễ cũng 6 7 giờ nên cho nên là bữa nay không có lại làm, thì cũng thơm đến cập nhật thường xuyên để cho mọi người theo dõi. Thì nếu có ác hay còn thống của mô tỏ thêm và sau đây mình đi sang cái thật là phù một trường thành B khung trường Khánh Sóc Long Phu Khai Sóc Trăng lỗ vòng bốn khơi nhỏ này bảy bờ tèn. Tại cả nhà mình cũng xem thấy hết rồi, ba miếng phần lường kia độn rồi xong hết rồi đó, rất là đẹp ha. Đó còn bên này chiếc ghe cũ cũng đã chét chài khô rồi, chiếc này tập vợt ha, chiếc kia là thiết trợ thời thời cổ rồi, chiếc đó cũng là rất là nổi tiếng rồi nha. Không chắc không ăn sao tao bỏ tay luôn tập tập là bảy đây mà cái ba là cái vòng đó ngày nay không mình khơi nhờ bằng ôn một thơ đây hai mảnh mình bằng thấm và bán chanh liệt nó lại nghe phung chu cái lại nghe khát cái đà hót nãy thì Dũng Thơm đang chia sẻ bên phần một bữa nay mày quán nhảy ha, cho nên là bữa nay thì thợ không có qua anh em không có qua bên đây làm. Phụ năm nay thì trường Khánh sang kia thì sư cũng như anh em tự làm luôn ha. Đó. Tự làm tự đóng luôn thay lại cái phần lường à, chứ không có mới toàn bộ làm mấy cái cụ hay nâng bọn ôn và đôi chiếc khăn và then tôi ngồi trong đó cái lá con nó cờ bò lạc mô hình lạnh nâu khăn cả đá bát. Thế là mình thêm thầm mấy em là anh tiết anh vòng thâm là mình tỏa chun rồi lâu có comment bằng ôn mà thôi đây vòng thâm của mình quả là du đấy quả là tích chèn lại bằng ôn trong tù sản án vậy đang thằng này comment kèm mau mình bằng ôn mà thơ chứ nó mà nét một lại nghe khang đọc lại nghe cái đá học một nó to này kịp chứng này. Đây là phần lường phần lái nha, thì khăn mình xay đó nó thêm một tên thích là khi lên cái đà học ấy. Giờ chỉ còn có một tấm này nữa là coi như là lên cong xong hết, ta bắt đầu lên bê dành luôn rồi đó cả nhà, cũng rất là mau. Bây giờ thôi cũng thơm cập nhật tới đây thôi á, xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều luôn là đồng hành ủng hộ trên kênh của Dũng Thơm là TV. Chương này bọn thơm
Ác mê đô tầm nê sân hay ọ quân mong bọn dân ọ khá nè tù sân ai lưu kê nè bọn thông tì vi nè chụp chi sư đây mà có lấy complete chui chạy chui lại chui subscribe tầm bây giờ tù lòng video thamay nè hay bọn thông bọn tòm tò quân mong bọn dân tù sân ai tiết và tất xô mọ quân.